Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bộ phim Belle và Sebastian, tình bạn bất diệt. Bộ phim được quay ở dãy núi Alper. Sebastian cùng ông nội là người chăn cừu ở đây. Trong vòng một tuần, nhà ông đã có 3 con cừu bị dã thú cắn chết. Vì thế Sebastian cùng ông nội đến thung lũng săn giết dã thú, nhưng tìm cả ngày cũng không thấy dấu chân dã thú đâu, lại trông thấy một con cừu mẹ bị dã thú cắn chết dưới vách núi. Và một con cừu con đang bị kẹt ở đó. Để cứu chú cừu con, ông nội liền buộc sợi dây vào người cậu bé, sau đó thả cậu xuống một vách núi dựng đứng để cứu chú cừu. Hai ông cháu quay về bãi cỏ để tìm sữa cho chú cừu con. Sau đó ông nội Barrio Sebastian vượt qua thung lũng Glentia để về thị trấn tìm người chị họ giúp đỡ. Khi Sebastian vừa đi khỏi thì trên bãi cỏ đột nhiên xuất hiện một đám thợ săn. Hóa ra bọn họ cũng lên núi để đi tìm dã thú, trong đó có một người đã bị dã thú cắn bị thương ở thung lũng Glentia. Ông nội nghe xong cảm thấy rất lo lắng, ông lo sợ Sebastian sẽ gặp phải dã thú, vì thế ông nội đã cùng đám thợ săn đi đến theo sau. Quả nhiên trông thấy Sebastian đã gặp phải một con dã thú, nhưng đây thật ra chỉ là một chú chó chăn cừu bẩn thỉu. Lúc đó Sebastian không hề sợ hãi, ngược lại cậu còn muốn đến gần con dã thú này, nhưng nó cũng rất cảnh giác, nghe thấy phía xa có tiếng động vội vàng chạy khỏi đây. Tại thời điểm này đang diễn ra thế chiến thứ hai, nơi này đang bị quân đội Đức chiếm đóng. Vì thế thợ săn trông thấy xe của quân Đức liền giấu súng đi. Quân đội Đức đang truy lùng người Do Thái, những tên lính Đức này mỗi tuần đều đi tới thôn để bắt bớ người và gia súc. Toàn thôn lúc này đều bị phong tỏa. Sebastian nhanh chóng chạy tới cửa hàng của chị họ Angelina để thông báo, vì bạn trai Guillaume của chị họ là một bác sĩ, anh thường giúp đỡ những người Do Thái vượt biên và trốn qua các chốt kiểm tra. Chị họ để Sebastian nhanh chóng báo tin cho Guillaume. Hôm sau ông nội chuẩn bị bẫy thú, hy vọng có thể bắt được con dã thú ấy. Cậu bé nói rằng con dã thú ấy không hề giết chết lũ cừu, nhưng ông nội làm sao có thể tin điều đó. Ông nội nói rằng có một người chăn cừu vì đề phòng bầy sói nên đã nuôi con chó, nhưng hắn không hề thích chó nên đã ngược đãi nó. Con chó không chịu nổi cảnh ngược đãi đã bỏ đi. Thế là Sebastian lo lắng sợ chú chó dẫm phải bẫy, liền đi đến thung lũng tìm chú chó, nhưng cho dù cậu có gọi như thế nào nó đều tránh Sebastian. Đến khi cậu bé không tìm nó nữa thì nó lại xuất hiện ở bên sông. Cậu bé từ từ tiến gần nhưng nó lại quay người bỏ đi. Nó bị tổn thương sâu sắc nên không còn tin con người nữa rồi, nhưng Sebastian không hề bỏ cuộc. Một lần không được thì hai lần, cậu xuyên qua sương mù dày đặc lại đến gần nó một lần nữa. Lần này dã thú dường như cảm nhận được thiện chí của cậu bé, cuối cùng chú chó cũng tháo bỏ lớp phòng bị, không hề bỏ chạy mà còn tín nhiệm đi theo cậu bé lên đỉnh núi. Sebastian không muốn nó lại chịu tổn thương, liền lấy đá đập hỏng bẫy săn thú của ông nội, sau đó cho nó ngửi vài lần, ý muốn cho nó biết đồ vật này rất nguy hiểm. Sau đó Sebastian đưa nó đến chỗ đàn cừu đang gặm cỏ. Theo bản năng nó bắt đầu đuổi theo bầy cừu lùa lũ cừu về một chỗ. Trông thấy cảnh tượng đó, Sebastian càng tin rằng nó không giết cừu. Một người một vật cứ như vậy chơi đùa với nhau trên đồng cỏ. Bỗng Sebastian nhìn thấy Guillaume đang giúp người Do Thái vượt biên trái phép. Cậu liền đem chuyện này đến nói cho chị họ mình. Những ngày sau, Sebastian và dã thú ngày càng trở nên thân thiết. Con người và động vật có lúc kỳ diệu như thế đấy, tín nhiệm lẫn nhau là có thể ở bên nhau. Nằm trên tảng đá, cậu bé thấy dã thú có mùi hôi nên đã đưa nó đi tắm. Hóa ra con dã thú có bộ lông xám xịt này, sau khi tắm xong lại là một chú chó trắng muốt. Sebastian liền đặt tên cho chú chó là Belle. Tắm rửa xong, Sebastian đưa Belle đến một căn phòng bí mật. Đây là một căn phòng đá với lối đi bí mật bên trong. Ông nội thấy Sebastian gần đây có điều gì đó che giấu, liền đi theo cậu bé đến căn phòng đá. May thay Belle đã sớm trốn vào bên trong nên thoát được một mạng. Hôm sau Sebastian dẫn Belle đến bên sông bắt cá, đột nhiên cậu trông thấy hai lính Đức đang săn bắn liền đến ngăn cản, kết quả bị tên lính đẩy ngã xuống đất. Belle xông tới vồ ngã binh lính và cắn chặt vào tay hắn. Tiếng súng đầu tiên vang lên, may mà bắn trượt trượt rồi. Lần thứ hai giơ súng lên thì Belle đã thoát khỏi tầm mắt. Người lính bị Belle cắn kia rất tức giận, sau đó lập tức gọi dân làng muốn giết bằng được Belle. Một đoàn người mang theo chó săn lên núi tìm kiếm. Sebastian muốn đưa Belle đi chạy trốn, lại đúng lúc gặp được ông nội. Ông nội liền giơ súng lên định bắn Belle. Sebastian liền chạy lên chắn phía trước. Ông nội tức giận đưa Sebastian về nhà khóa cửa lại. Một lúc sau Sebastian đã cạy được khóa và chạy đi tìm Belle. Mặc dù Belle không bị ông nội bắn, nhưng nó vẫn bị dân làng bắn trúng. Tối đến khi dân làng xác định Belle không thể sống sót qua đêm, họ mới chịu xuống núi. Trong đêm khuya Sebastian vẫn lặn lội đi tìm Belle. Cậu đi đến căn phòng bí mật, quả nhiên Belle đã ở đây. Cậu bé thắp nến lên, Belle liền đi tới chỗ cậu. Sau đó Sebastian tìm lấy trộm chai rượu trắng của ông nội và lấy thêm một ít vải, rồi chạy đến khử trùng vết thương cho Belle. Sebastian phát hiện Belle bị sốt, bây giờ chỉ có một người có thể giúp cậu, đó chính là bác sĩ Guillaume trên thị trấn. Sebastian muốn bác sĩ đến chữa chó Belle, nếu không cậu sẽ nói ra bí mật đưa người vượt biên của bác sĩ. Không còn cách nào, bác sĩ chỉ đành đến chữa cho Belle. Với sự chỉ dẫn của bác sĩ, Sebastian lấy ống tiêm tiêm cho Belle. Belle cũng rất nhanh đã hồi phục trở lại. Tình bạn giữa Sebastian và Belle ngày càng thân thiết. Mùa đông ở đây cũng vô cùng khắc nghiệt, chả mấy chốc đã đến Giáng sinh. Đây
cũng là thời điểm thích hợp nhất để đưa người vượt biên qua sông. Vì quân đội Đức đều bận rộn đón Giáng sinh nên sẽ buông lỏng cảnh giác. Bác sĩ đang đưa một gia đình Do Thái qua sông, họ phải vượt qua dãy Alper băng giá. Lúc này một đàn sói phá được hàng rào, vây kín đàn cừu nhà Sebastian chuẩn bị ăn tối. Bell đánh hơi thấy mùi nguy hiểm vội xông lên, đối mặt với kẻ thù hùng mạnh nó không một chút sợ hãi. Nhìn thấy đàn sói bắt đầu có ý rút lui, bác sĩ vội chạy đến đuổi đàn sói, kết quả không cẩn thận bị ngã chân vấp phải hòn đá không đi được. Giờ phút quan trọng Bell xông lên đuổi lui đàn sói, bác sĩ leo lên xe trượt tuyết. Bell cũng chạy tới nhìn bác sĩ một lúc, dường như nhớ lại chính người này đã cứu mình. Nó kéo xe trượt tuyết đưa bác sĩ trở về nhà, thì ra đàn sói mới chính là dã thú thật sự. Trông thấy Sebastian cùng Bell, ông nội trực tiếp xin lỗi. Bác sĩ bị thương không dẫn được gia đình người Do Thái vượt biên, nhưng họ không thể bỏ lỡ thời gian tốt nhất, chỉ có thể giao nhiệm vụ lại cho chị họ. Sebastian cùng Bell vội vàng chạy tới. Rất nhanh Sebastian đã làm quen và cùng chơi với con gái của nhà đó. Cả đám cùng nhau chơi đùa trong tuyết. Lúc này dãy Alper đã được bao bọc hoàn toàn bởi tuyết. Cùng lúc đó quân đội Đức cũng đang ăn mừng Giáng sinh. Một binh sĩ cho rằng người Do Thái sẽ chọn thời gian này để qua sông, vì thế trung úy ra lệnh đi truy bắt những kẻ vượt biên ngay trong đêm. Sau khi các binh sĩ xuất phát, đội trưởng cũng một mình lái xe đi. Khi tới dãy núi, anh bước đi vội vàng, có vẻ đang rất lo lắng. Đường trên núi bị tuyết phủ kín, một đoàn người khó khăn bước về phía trước. Phía sau đột nhiên có tiếng gọi, thì ra là thượng úy quân Đức đuổi theo ngay phía sau. Khi đã gần tới, anh hét lớn khiến mọi người dừng lại. Angelina lo lắng hoảng sợ vội chạy về phía trước. Chính vào lúc này tiếng hét của thượng úy đã khiến tuyết sạt lở. Angelina và mọi người nấp sang một bên, nhưng đội trưởng đã bị chôn vùi trong tuyết. Lúc này ông nội và Sebastian cùng Bell cũng kịp tới nơi. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Bell, thượng úy cũng được cứu sống. Thì ra thượng úy không phải đến bắt bọn họ, anh đến để báo tin với mọi người đừng đi thung lũng lớn, bởi vì quân đội Đức đã mai phục ở đó rồi. Trung úy vẫn luôn ở ngầm giúp đỡ mọi người. Trận lở tuyết đã chặn mất con đường núi, bây giờ chỉ còn một đường duy nhất rất nguy hiểm, ở đó có dòng sông băng với nhiều vết nứt bị ẩn dưới tuyết. Sebastian nói rằng Bell có thể cảm nhận được các vết nứt, gió tuyết càng lúc càng lớn, mọi người có thể đi theo nó, nhưng đội quân Đức đang mai phục lúc này đã phát hiện ra tung tích của bọn họ. Mọi người rất nhanh đã đi tới một cây cầu tuyết, bên dưới cây cầu là vực sâu không đáy, nhưng đây là con đường duy nhất và cũng không còn thời gian để tìm kiếm thêm con đường nào nữa, chỉ có thể mạo hiểm đi qua. May mà cây cầu đủ vững chắc, mọi người đều bước qua an toàn, nhưng Bell không dám đi qua cây cầu tuyết. Sau nhiều lần động viên, cuối cùng Bell cũng chịu bước qua, nhưng nó không cẩn thận nên đã bị ngã xuống. Mọi người vội nắm chặt dây thừng, cuối cùng cũng kéo được Bell lên. Sau đó Angelina phá hủy cây cầu tuyết, mọi người an tâm tiếp tục lên đường. Bóng dáng của bọn họ dần dần mờ đi. Sau khi vượt qua quãng đường gió tuyết khắc nghiệt kia, cuối cùng họ cũng đến được Thụy Sĩ an toàn. Mặt trời trên đỉnh núi sáng chói vô cùng. Bé gái vuốt ve bộ lông trắng xóa của Bell khen ngợi. Sau đó cô hôn tạm biệt Sebastian. Nhiệm vụ của Sebastian và Bell cũng hoàn thành. Angelina muốn đến nước Anh để cống hiến cho cuộc chiến tranh thêm phần thắng lợi. Sebastian cùng Bell dựa vào nhau trở về thị trấn nhỏ, trên nền tuyết trắng xóa có vết chân nông sâu không đều. Bộ phim này được cải biên từ một cuốn sách thiếu nhi của Pháp, vừa ấm áp lại vừa có sức mạnh chữa lành. Tuy rằng lấy bối cảnh là chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng trong bộ phim lại có rất ít cảnh chiến tranh, mà từ góc độ của một đứa trẻ ngắm nhìn thế giới, thể hiện sự phản đối chiến tranh. Bell và thượng úy đều có một điểm chung, đều bị mọi người coi là dã thú. Đây đều là những sai lầm mà con người hay phạm phải. Rốt cuộc là chú chó có linh tính hay là dã thú, thực ra có lúc còn tùy thuộc vào thái độ của chúng ta. Được rồi, bộ phim hôm nay kết thúc tại đây. Bộ phim này đã là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận để mình biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!